Để không hiểu sao mà thằng kia nó kêu tôi là Cường Bay Hán luôn á. Kèo ha. Thắng thua tiếp thôi ha. Cho dễ anh em ơi, thắng thua. Đó. Đéo hiểu. Hán cái chinh phục của tôi. Ui. Hả? Được. Mau. Phúc. Ồ, đẩy. Kiếm gì vậy, Wukong? Kiếm gì đó à? Tao nghe mà kiếm gì vậy? Trời ơi, anh Phai. Né hộ tao cái. Ít nào anh Phai ơi, tao đẩy giùm cho. Phai cầm bắt nó lâu. À, sắp tới là để có giveaway mà. Giveaway áo trên kênh stream của mất đó nha. Với lại có cái tùm đánh thắng tặng áo nữa. Thì bữa mất có nói với anh em đó là để có cái tùm cho anh em chơi và sẽ có quà. Mất có đang tính là đặt mất, đó là mất mua mất đặt 100 cái áo OBG. Xong rồi bên cạnh tiền mặt thì lại có áo nữa. Nhưng mà chúng ta có một cái vấn đề ở đây là mất sẽ mở đăng ký chứ không phải là đọc pass rồi anh em vào chơi. Rồi những anh em nào muốn đăng ký á sẽ phải đóng tiền. Đóng tiền để làm gì? Đóng tiền để bảo đảm rằng bạn không đăng ký xong rồi bạn không chơi. Sau khi hoàn tất trận đánh thì anh em sẽ được hoàn tiền lại. Những ai mà đăng ký xong không đánh sẽ bị mất tiền và mất lượt đánh. Đó, anh em thấy hợp lý không? Để mình chống cái trường hợp mà đăng ký xong rồi tới ngày đánh nó đứng thì nó đánh, còn nó không đứng thì nó không đánh. Cái đó nhiều lắm, cái đó nhiều mấy cái giải đấu mà không bán, mấy cái giải đấu mà của streamer tạo ra bị lắm. Ngư Hán thì lên đánh, bận thì nó ấp, hoặc người yêu rủ đi chơi cái nó ấp, đóng tiền hết. Mỗi thằng đăng ký là đóng 50 triệu. Giải thưởng là giải thưởng cho đội chiến thắng là 500 ngàn. Nó chơi thôi chứ chắc là mỗi người sẽ đóng khoảng 50% gì đó. Nói lại nha anh em là tiền đó không phải mất lấy nhá. Tiền đó chỉ để đó để bảo đảm rằng tất cả mọi người khi đăng ký đều sẽ tham gia cái trận mà anh em đăng ký, hiểu không? Sau khi hoàn thành xong, số tiền đó sẽ được hoàn trả. Cũng sẽ có những trận mà không cần các bạn phải đăng ký bằng tiền, nhưng mà những trận đó sẽ ít. Nhẹ lên. Ơi con gì kìa. Anh em hiểu ý mất nói không? Ui, má hết hồn. Oh.
Đúng. Ui. Đợt miếng. Điên, điên. Đúp xuống thì đéo lo đúp, lo đánh. Ơi. Ôi ơi là trời, đéo có Wukong tôi lụng luôn con JC rồi, đông quá. Ờ, thế rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để không hiểu sao mà thằng kia nó kêu tôi là cường bay hát luôn á. Yeah. Sắp tới mod sẽ tuyển một dàn mod cho Discord nè. Cho room, nếu mà có làm với Nemo thì sẽ là chuẩn bị xém nữa, nói chữ Nuno Line nữa đó. Cho room Nemo nè, cho kênh YouTube nè, và cho group Autobot nữa. Nhưng mà tất cả mọi mod đều thông tại điều tuyển thông qua Discord nhé. Đều yêu cầu các bạn là online Discord thường xuyên. Đó, là cập nhật những tin tức mới, những thông tin mới. Rồi, ghê vậy. Ây da, mấy thằng này đông vãi cái đấy. Con Vla nó lát qua bên kia trước luôn kìa trời. Cái này đáng sợ đi chứ. Anh em không chơi liên minh tham gia Discord được không anh? Được em. Discord anh tạo ra là để cho gọi là cái Discord của anh á, có nghĩa là nó không phải là một cái fan club của anh hay là một cái gì hết. Nó là một cái cộng đồng. Một cái cộng đồng của tất cả mọi người. Chỉ là anh quản cái Discord đó thôi, chỉ có những người đó thôi. Nó không của ai hết đó. Sau này các bạn sẽ được quyền góp ý cái Discord nó nên làm cái gì với Discord đó, các bạn nó góp ý không? Chúng ta sẽ làm theo gọi là ý kiến của các bạn, nếu như nó hợp lý. Chứ không có của ai đó, tạo ra một cái sân chơi mà chúng ta tự quản. Giống như là nói nôm na là có tạo ra một cái sân bóng và cỏ để các bạn trồng. Đó. Ok chưa? Nghe nó không có hợp lý lắm. Nó nghe ung thư chứ vậy. Tự tạo ra sân bóng xong cỏ các bạn trồng. Que gì á. Đấy rồi. Nó giỡn mà. Còn cái xe chiến quá. Ôi à, xem chết. Còn cái xe chiến kìa trời. Cứu em anh ơi. Trời ơi, sao mấy anh bỏ em hết vậy? Mấy đồng đội chó. Hey, đó, nãy người ta ăn vậy đi. Tuy nhiên cái bỏ nó chạy hết trơn à. Ừ, cắm mắt ra ngoài. Baron mày ơi, ăn đi. Ừ, bọn mình đánh 4 thằng.
Pha đó đồng đội nó còn không biết ăn Baron nữa chứ ăn gì. Anh đầu quầy, anh cứt. Tụm cái đầu mày lên. Hay là chẳng sau tôi đánh tôi kêu tiếp ta. Chạy đâu? Nó chạy được kìa. Như tí định làm gì đồng đội tôi kìa. Chạy đâu hả? Khỉ đột. Con khỉ đột kia. Tì ra con gồng nè. Nè, cái tì lướt ngang chết gồng nè. Kết thúc. Trời ơi, mấy ông đặt tôi thua không luôn hả? Ghê hả? Đáng tiếc, đáng tiếc.